Sorry, it's DJ. Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của Man Hero Game. Và hôm nay chúng ta sẽ đi thí luyện xuyên không ở map SS1 đầu tiên. Có một cái quy tắc là khi máu cao hơn 50% thì sát thương nhận sẽ giảm. Và nhận sát thương ma pháp giảm 1/2. Với màn SS1 đầu tiên này thì mình sẽ sử dụng những cái tem gọi là tem cơ bản mà mình đi tới... cái tem cơ bản này á, thì mình đi tới cái màn SSS 4 luôn. Chỉ có cái màn SSS 5 là mình không sử dụng cái tem cơ bản như thế này thôi. Màn này á, thì khi mà máu cao hơn 50% á, thì sát thương giảm, nhưng sát thương ma pháp thì giảm 1/2 thì vẫn sử dụng bằng sát thương vật lý. Ok. Và màn này thì trừ những cái con nói chung là mình chờ nó tới rồi mình đập thôi các bạn, không vấn đề gì hết. Như khi này thì mình sẽ coi như là debut nó rồi, chứng thực là hai đập một không chọc của què hoặc là tương khắc với nhau thôi, như cầm lính giáo đập lính ngựa đấy. Trong lính giáo đập lính ngựa thấm dễ sợ. Chỉ có sợ mấy cái con pháp sư thôi, với lại con kiếm. Chưa có bao giờ mà team mình ở trong những cái tình huống như thế này là sợ con kiếm đâu. Bình thường thì có team mà có Leon đi á, thì mấy con kiếm là nó lo mà nó chạy trước con ngựa mình đi chứ để con ngựa mình đánh là nó cắt nghèo á. Giờ màn này thì mình những màn này mình không lấy Leon đó bạn, nên mình sợ kiếm. E win giáo sợ kiếm. Chấp tức tường tịch tất cả các con ngựa nhưng mà sợ con kiếm. Cung cũng vậy, cung thì mình cũng bên cái lát bộ binh á, bây giờ nó ra thêm một cái bon lính mới, và trong bon lính đó thì nó có một cái thêm một cái bảng nữa với cái hiệu ứng là khi bị công từ xa thủ ma thủ tăng bao nhiêu đó. Mình mới nâng lên có LV4 à, nhưng mà kèm với gió nhẹ này thì mình vẫn thấy sử dụng ok. Không phải gió nhẹ mà cái gì ta, giáp gió đó, giáp gió bạn, giáp giảm thương xa. Chứ còn Elwin mà cần chi giáp giảm thương cận chiến. Nói em nào cần chiếm đánh với nó thì ok ngon. Trừ con kiếm ra nha. Con Elwin giáo đặc biệt luôn, là con giáo của mình sợ, rất là sợ con kiếm. Con Hien mình có cầm theo cây gậy gây chón. Đánh với địch có đồng bút đó các bạn, có 30% tỷ lệ gây chón. Đấy, cây gậy khởi động với cái màn SS1 này thì nó cũng dễ. Nhìn chung thì đi thẳng cho tới SS4 luôn. SS4 rồi nó nhà trong cái này nó có nhiều S quá. Thì có một màn nó hơi bị làm khó một xíu thôi do đi bậy, còn bình thường thì ok. Những màn còn lại ok, không có fit dam. Nhưng mà với cái tầm của các bạn chơi đến mức cái thời điểm như thế này thì mấy cái dạng fit dam nó cũng không còn khó nhau nữa. Rồi thì với cái màn khởi động SS1 này thì cũng không có chiến thuật gì các bạn. Chiến thuật gọi là chiến thuật sắp lá cà, tại vì tem quân ta mạnh hơn quân địch gấp 2 lần nên là thoải mái mà đánh luôn. Thì có điều là nó nhận máu nó trên 50% thì nhận sát thương giảm thôi, sát thương ma pháp đi ra thì giảm vậy thôi. Ok, qua màn khởi động rồi các bạn.
Ừ, chúng ta sẽ tiến tới cái màn XS2. Và cái màn này thì nó có hiệu lực với phe địch là khi chiến đấu với pháp sư tăng lữ và váy vật thì toàn thuộc tính sẽ tăng. Thì màn này thì mình sẽ kiếm một cái chỗ an toàn để mà rút lui, bảo toàn lại cái sức lực của hai con, một con pháp sư với một con healer của mình. Thì mình sẽ rút khỏi cái vùng ảnh hưởng của con kiếm, rồi mình sẽ làm một phần gọi là một cái vùng an toàn. Mình không thể rút quân về bên trái mà đánh theo hướng từ từ được các bạn, tại vì rút qua đó thì nó lại qua sông, nó qua sông thì hơi căng. Thì thôi, mình sẽ làm một cái vùng đệm ở phía dưới này để mà coi như là có một cái vùng an toàn để cho mình vừa đánh vừa lui. Rồi mình sẽ tuần sau thì mình sẽ lui xuống hướng của Ewin. Và ở dưới thì cái phần Ewin ở dưới đó các bạn, thì nó đã đập đi cái con pháp sư rồi, thì chỉ còn lại con giáo không ảnh hưởng gì cả. Rồi con nước này là con gì nè, thôi nói chung là nó là thủy binh đi đấy. Nhưng cũng không vấn đề gì hết, vấn đề mình đang sợ là một con kiếm và con ma. Ok, mình sẽ vừa đánh vừa lui các bạn. Lui xuống dưới để hội quân với lại Eswin. Eswin thì chưa bứt phát nữa, đập luôn. Rồi mình có cái vùng an toàn ở dưới rồi các bạn. Nói chung là tới cái tuần như thế này thì cái vùng an toàn nó không còn gọi là hữu dụng nữa. Thì bên phe địch chỉ còn có một cái con khó là con kiếm, nhưng mà bị đập bút rồi. Và mình sẽ hạ con cung, trong khi đó thì con gen nó sẽ chịu một hai đòn là được, một hai đòn là ok. Thì tuần sau thì sẽ vả lại từng đứa là xong. Nó né được tầm của con kiếm rồi. Rồi bây giờ thì pháp sư với skill khắc bộ binh lốc xoáy giảm công kèm theo thêm một đợt boost ngẫu nhiên nữa. Đó, rồi team địch không còn gì để chơi luôn. Khắc chế bộ binh đó. Vẫn chưa chết. Ok, con gen làm thêm phát nữa là xong. Rồi, qua màn 2, ở đó 2 thì cũng dễ, không sao. Rồi tiến tới là SS3 với cái quy tắc là khi anh hùng là nghề đứng xa thì tầm lính sẽ được cộng thêm là 2 ô. Hằng này thì mình sẽ bỏ cái con Hin này ra, mình bỏ con này vô, rồi mình bỏ thêm cái xe bắn cung nữa các bạn, để mình test thử cảm giác mà bắn xa mấy ô á. Quýnh xa mấy ô. Ok, thì chúng ta có bên đội team địch thì có cung, hiệu lực thì toàn map nha các bạn. Cung thì nó đã đánh xa rồi, và ở trong đây thì nó được cộng thêm 2 ô nữa. Mình sẽ rút về.
rút về vùng hai con để coi như là bút đủ thứ các kiểu con đà điểu, rồi sau đó mình sẽ đánh tụi nó. Ở đây thì đem đi Zerida vô, nói chung là Zerida đi cái màn này mình test thử rồi cái gọi là cái bắn xa mấy ô của nó như thế nào, thì không có cung UR, có cung UR thì còn biết được cái cảm giác bắn xa, hay là có Lana còn biết được cái cảm giác là đánh sát thương phép đơn nó xa ba ô, mặc dù có hóa thân nữ thần nhưng mà chưa vui. Rồi ok, gom về. Mấy con cung này thì hạ nó cách dễ dàng rồi, bởi vì yếu cận chiến. Rồi đúc gen vô giữa. Bài này thì nó có cái quy tắc này thôi, chứ cần đấy bắn đứng ở chỗ bắn luôn các bạn, không có cần phải di chuyển tới đâu. Nam mô. Mới bỏ xe đi ra vô để chủ yếu là để test vậy thôi. Gen thì cũng cứng các bạn, cứng. Nãy giờ bị công 2-3 cái rồi, kiên trì phản kích chắc chồng 2 rồi, cứng lắm. Zerida lên đường luôn. Zerida mình bui còn yếu các bạn, mặc dù là full bond. Đồ thì chưa, bản nghề thì cũng chưa, với lại cái phù ma, nhưng mà bản chất của nó thì đánh xa, đánh mình cầm cho nó cầm cái con cái gì, cái cung ma vô hạn, thì đánh với lại những con pháp sư này thì xài cận chiến là ok, không sao, Zerida sẽ không chết. Nói chung chỉ đem vô test thôi, mình cũng ít khi sử dụng đó, nó cũng đang gọi là hơi bị yếu một xíu. Mình cảm nhận được là mặc dù bon ok hoặc là đồ lên cũng ok, nhưng mà sao yếu ở cái mức độ hiện tại với những cái LV quái như thế này thì cái cấp độ sao cũng có một chút xíu nào đó nó quan trọng các bạn. Thì mình đem những con 3 sao 4 sao vào đánh thì có thể là sẽ bị thấm đòn hơn là những con khác. Cho nó lên tầm 5 sao là ok nó, 5 sao được. Rồi tiến tới màn SS thôi. SS 4 với cái hiệu lực toàn map là công thủ của cung thủ. Mỗi thứ tăng mấy mươi trăm nhỉ? 20%. Màn này thì hơi lỡ để Zerida rồi thì mình để cho nó đánh luôn. Này mình sử dụng cầm chiếm. Sát thương nhận thì giảm, nhưng mà chắc chết. Thì cái hiệu lực này cũng có điều kiện kích hoạt với con Zerida nhà mình luôn các bạn. Nó xài sát thủ. Nó xài sát thủ nên nó được tăng đam. Không chết đâu. Ở dưới đây chim ghen chấp hết.
Chim thì chim với ngựa thì ghen chấp được, cái còn kiếm với lại còn pháp sư là ghen chạy mất, ghen chạy coi như là chạy lẹ luôn á. Đó, pháp sư nó đánh một đòn thấm dễ sợ. Ơi coi như chấp một chấp chấp một con các bạn. Còn lại ba con hia với lại hai con chim thôi. Chim thì bình thường. Có mang huân chương giết rồng thì chim là nó bình thường các bạn. Lại tăng khi mà giao chiến với phi binh thì công thành rất là nhiều. Quýnh nè, hên nó quýnh về ra, nó quýnh về ra thua. Mấy tay tay dài nó thích quýnh tay ngắn, mấy tay ngắn thì nó lại thích quýnh tay dài, đánh thẳng vào tướng các bạn. Đưa qua Ewin qua để làm điểm cho con Mateo đó quýnh hả? Để xung quanh hai ô các bạn thì được tăng. Rồi tại xung quanh hai ô được tăng thuộc tính. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với một màn rất là cực kỳ quan trọng, một màn mà tuần nào thì cũng phải trông chờ vào cái màn này. Với lại cái màn ở đất năm màn này thì cho cái món trang sức ở đất R. Với đội hình thì cũng là team cơ bản thôi các bạn, nhưng mà đổi lại thì mình sẽ cho Gen boost ánh sáng. Còn Ewin thì sẽ chủ động tấn công trong cái hiệp đầu luôn các bạn, để lấy cái thế chủ động. Và mục tiêu của mình tấn công là hai con, một là con Ebert và con thứ hai là con Moser. Còn con Ben Hat thì tuần sau nó sẽ bắt đầu nó boost đế quốc. Con ngựa thì con Soja thì Ewin không sợ rồi, nó đánh mình nữa thì nó chết. Còn con Lana thì mặc dù nó đam xa nhưng mà nó có nằm trong team đế quốc không nhỉ? Thôi kệ nó đi, nói chung là nó quánh mình bằng sát thương ma pháp thì không sao. Mình sợ con Abed với lại con Poser nên mình sẽ mục tiêu công hạ nó trước. Và trong cái hiệp đầu này thì mình hạ hết hai con rồi. Con Soja này nó sẽ công kích con Ewin không? Nó quýnh Ewin hay nó quýnh Mateo? Thôi nó quýnh Mateo. Nó quýnh Mateo mà nó cũng gần chết luôn. Rồi mục tiêu thứ hai là mình sẽ hạ con coi như là mình debut cái nữa. Rồi con Ben Hat này nó sẽ hết, gọi là hết đánh được các bạn. Nó bị chồng hai kiếm rồi. Rồi mình sẽ hạ Lana. Hạ con Lana là coi như xong rồi đó. Soja thì vô dụng rồi. Soja thì gặp Gen với lại Ewin thì chỉ có nước chạy thôi. Ok, chỉ có BH là kẻ địch nguy hiểm của giáo thôi, nhưng mà bị đội bút nên là không ảnh hưởng gì cả. Rồi bây giờ sẽ có pháp sư đánh bộ binh. Ok, qua màn các bạn. Mình nhận được cái khăn che mặt, và cái khăn che mặt này á là cái những cái lúc đầu game á là mình có một cái rồi, nhưng mà mình đem gọi là chơi ngu á, đem đi rã
và sau đó thì mình có bô dơ thì mình lại cần lại cái món đó để mình bôi cho bô dơ, coi như là mình vừa bôi cho bô dơ một đôi giày SR và bôi thêm một cái khăn che mặt này nữa để có thể là luân phiên thay đổi. Rồi cái màn này thì chúng ta có một cái quy tắc là khi bị công của phe địch đó, khi bị công thì sát thương rơi ra sẽ tăng 100% và sát thương nhận giảm 50%. Quy tắc này thì cũng gặp hoài. Nói chung là mình đánh nó thì nó phản đòn lại mình rất là đau, nhưng mà mình để cho nó đánh mình nó thì ok, phá vỡ quy tắc. Nó đánh mình là phá vỡ quy tắc các bạn. Nó không còn cái quy tắc này nữa, nó tự đánh mình, nó tự chết. Em bên kia thì có ngựa ma, lính ma. Rồi một con ngựa, một con giáo thì bình thường. Con ngựa thì bình thường. Chủ yếu là có con cung. Cung với là con pháp sư. Cung pháp sư thôi. Chứ còn mấy con kia thì cận chiến không sao. Màn này thì quy tắc nó cũng cũng dễ. Mình để cái con hen ở đây để dụ cho từ từ bọn này nó lên trên kia sau. Mình dẹp cái con cung lên. Cái con cung là cái con cần dẹp. Con cung mặc dù là cái quy tắc của nó gọi là khi bị công thì công tăng, nhưng mà bản thân của con cung các bạn thì nó là yếu về cận chiến, nên là có thể gọi là không sao cả. Mình chỉ khi mà đánh với những cái quân mà cận chiến nó mạnh được cận chiến thì nó mới xảy ra cái tình trạng là đam của nó cao hơn mình thôi, chứ còn nếu như mà đánh vô mấy con cung thì cái bản thân của nó yếu cận chiến rồi. Cho dù nó có được cái quy tắc này nữa thì cái tỷ lệ mà đam của nó rơi ra đối với tem thì nó cũng không có đáng kể các bạn, nó không có đáng kể. Các bạn bật cái màn hình động lên đó, thì các bạn sẽ hiểu được là cái tem đánh xa nó sẽ bị yếu cận chiến như thế nào, nhất là mấy con cung. Tôi gọi là chưa dương cung. Chưa dương cung là bị quýnh rồi. Nên là yếu cận chiến là vậy á. Còn khi mà mình đánh xa với nó thì coi như là mình đánh xa. Giả sử như mà có một cái con cậu sát thương vật lý khó đánh xa nhỉ. Sát thương vật lý thì khó đánh xa. Nói chung là mở ở trong cái màn hình động lên á thì thấy các bạn. Thấy là con Elwin mình đánh á, là bên kia nó chưa kịp dương cung nữa là nó đã chết rồi. Ok, Hein đã hy sinh một cách oanh liệt. Hộ vệ hạ pháp sư, còn lại con ngựa ma tự đánh tự chết. Pháp sư chưa chết luôn. Lính thiên sứ các bạn. Lính thiên sứ với lại Slash Chim. Một bộ hoàng hôn, giáp hoàng hôn, áo hoàng hôn, cộng với nội tại tăng, rồi cộng với nhẫn tăng nữa. Nói chung là nó bị đánh ma pháp thì sẽ không sao. Rồi một đòn nữa thôi, đòn nữa qua mày.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến tới SSS2 với một cái quy tắc là trước khi hiệu lực toàn map các bạn. Trước khi công thì cứ di chuyển một ô thì sát thương gây ra sẽ giảm 20% và tối đa là 100%. Rồi màn này chúng ta có ngựa nhiều các bạn. Đi màn nào gặp ngựa nhiều là thấy vui vui à. Ok, màn này ngựa nhiều. Và quân nào mà di chuyển thì di chuyển xong rồi công thì quân đó sẽ bị coi như là giảm thương. Còn quân nào đứng tại chỗ thì sát thương gây ra vẫn bình thường 100%. Nên là mình sẽ để con Gen ở đây và dụ tụi nó xuống luôn. Mình có Hein Tele để mà không cần phải di chuyển. Có lẽ mình Tele ngay sát quân địch và mình đánh thì nó sẽ gây sát thương 100% không di chuyển. Đi map mà gặp mấy con bực là khó chịu. Nó kéo các bạn. Một ô giảm 20%, nhưng mà trông cũng chết. Nói chung là mình dự định là mình rút nữa, nhưng mà rút như vậy thì nó đánh là đã lâu quá, nên thôi mình đánh nó luôn. Thế là con tem nó cũng hết 3 con ngựa rồi, 1 con giáo rồi. Rồi mình không có sợ. Rồi còn lại con có con cung với lại con có con pháp sư sát thủ. Rồi tiếp tới. Ô lên công đắp lên K7 luôn các bạn. K7 công luôn. Hay là mình thủ của mình phải trên K đó, thủ mình trên K. Rồi thủ bình thường của mình bui là 600 mấy á, vô trận thì nó tăng lên, rồi phát nó tăng lên nữa. Phát nó tăng lên nữa rồi khi mà bị đánh đó các bạn, nó bị nó chồng lại ba cái hiệu ứng đó. Nó tăng công thủ lên nữa, tăng công thủ lên 30% luôn á. Mình dùng đột phá mạnh là lấy thủ thay công, 1 phút 1.6 lần thủ thay công lên đường K7. Xuống cà rửa đây là mất con giáp rồi đó. Rồi tại con Gen thì nó khi mà nó bị công thì nó mới tăng, nhưng mà và để cho nó quỳ quýnh nó mới mạnh, chứ không phải nó quýnh người ta rồi nó mạnh, nó phải quỳ quýnh nó mới mạnh. Tiếp theo là màn SSS3. Màn này thì là sau khi tấn công là khiến mục tiêu trong phạm vi 2 ô chịu sát thương bằng mấy lần thủ á. Thì cái màn này mình đi lại 2 lần. Lần đầu là đi ngu. Tem nó gây sát thương nó cho xung quanh 2 ô bản thân. Là khi mình tấn công xong á thì nó sẽ gây sát thương. Mà mình để gọi là tem mình ở chung tem mình á. Thằng Aywin nó dỗ phát mất tiêu kia luôn.
Cái này cái quy tắc này thì mình có thể là mình lợi dụng đó để là mình gây thêm đam các bạn. Đó là mình quýnh ở trong cái xung quanh của tem địch á, mình sẽ gây lên tem địch một cái lượng đam nữa. Gen này nó cứng lắm các bạn, không sao hết, không chết đâu. Lính nó thì yếu nhưng mà chất tướng của nó thì ngon à. Ok, đánh thì sẽ gây ra là sát thương xung quanh phạm vi, thì mình đánh ở vị trí này sẽ gây thêm cho con thủy quái với lại con kia tránh đi được cái chỗ mà con gen nó đứng. Thì bây giờ mình sẽ đưa xuống, mình né. Không né luôn, chơi luôn. lúc này lại là gọi là chơi ngu nữa các bạn đó. Nhưng mà không sao, con kia thì cái công của nó yếu nên là không sao hết. Giáp cứng nhỉ, ăn gai ngậm chết. Quy tắc thì có thể lợi dụng được, nhưng mà ví dụ là con cái gì ta, cái con hy thì nó phải ở gần cái con tăng, chứ mà nó ở riêng thì nó chết à, nên là nhiều lúc mà mình xách con tăng mình quýnh á, thì vô tình lại chết luôn con hy. Tháo bông thiên sứ các bạn, gây đồ bút ngẫu nhiên kèm xó bút rồi. Mattel đã hy sinh một cách oanh liệt nhất. Tem địch chỉ còn hai thôi, thì qua tuần sau là xong rồi các bạn. Ok, chúng ta sẽ đến cái màn ở đó 4.
với là cái màn kề cuối. Màn kề cuối lần này thì dễ các bạn, hiệu lực thì với Veta là công mục tiêu có bắp máu thấp hơn phe mình, thấp hơn mình á, thì sát thương gây ra nó sẽ giảm đi 50%. Và cái màn này thì nó bố trí cho ta binh lực hai bên cách xa nhau một xíu, là mình sẽ mà còn còn giáo nữa các bạn, giáo không dễ chơi được, có một con ma, con pháp sư, con cung, rồi con chim, còn lại là mấy con giáo nhỉ, 1 2 3 4 bốn con giáo nhỉ. Bốn con gián nó có chia ra làm hai bên, nhưng mà con bút thì đứng kèm với con tăng là ok, còn mấy con kia thì tranh thủ hạ bên kia xong đem qua hội quân thôi. Thế là con tăng nó có chịu nổi con ma này không, nhưng mà có bút đứng kèm thì con ma này không có, tức là không có có cái gì mà quan trọng với những cái con bút lát holy hết á, nó đánh ma cực kỳ, mấy con holy đánh ma cực kỳ ngon luôn, đánh khắc dễ sợ. Cái này thì qua dễ dàng, xương độc dây chón đó, cái tỷ lệ là 30% nha, cái cây gậy đó, đó cái tỷ lệ là 30%, nhưng mà khi mà đánh với địch đó là có the boost và thì nó sẽ tăng cái chiến lược lên là 12%, nhưng mà có thêm một cái tỷ lệ nữa là 30% gây chón, thì nếu như là nó gây chón được á thì ok ngon, thì cũng giống như cây kiếm của Ewin thôi, có lúc á thì nó hồi liên tục các bạn, còn có lúc mà cần nó hồi nó không hồi cái lúc mà không cần nó hồi liên tục thôi, cái lúc mình cần chón thì nó mới chón, nhưng cái lúc mà không gọi là không cần chón nó lại chón, nó hên xui. Bên đây một mình mà theo cần hết, một mình ghen cần hết. Ở cho mình bui con ghen này ở cái mức độ vậy là mình không có bui nữa các bạn. Mình giờ mình đang bui Landewood với lại Zuler. Con Zuler thì nó ngon thì nó ngon thiệt, nhưng mà nó hơi khó xài. Khó xài đi map như là con Landewood. Con Landewood thì mình sẽ bui theo cái hướng của nó là công, tất cả về công, công máu kèm theo đó là nếu mà có tỷ lệ ngon thì thủ thôi, thì công máu thôi, bồi thêm một gọi là để thêm một xíu ma thủ nữa, một xíu thôi chứ không cần thiết phải ma thủ cao, mình cảm thấy không cần thiết phải ma thủ cao. Nhà mình mua con lanh đi sẽ là công cực kỳ cao. Rồi về cái nội tại của nó sẽ lấy công, nó chuyển hóa mấy phần trăm công, nó chuyển về thành thủ, điểm thủ, thêm vào điểm thủ. Hôm nay mình có test con Zuler và mình thắc mắc, nó boost 2 boost lên thì nó mới mạnh, hay là nó boost 1 boost á thì nó không có cái điểm mà công á, nó không có lên cao, mà mình bút 2 bút lên á thì công nó lên 1k rưỡi. Con Zuler máu mình bôi nó hiện tại máu gần 11k máu, nhưng mà giáp á thì yếu, thì chưa có thủ nhiều, chưa có bôi thủ nhiều nên là hơi bị yếu về thủ và ma thủ. Máu có nhiều nhưng mà vô bị quýnh thì cũng thua như bình thường. Ok, chúng ta còn một con ma.
con me luôn nè các bạn, thấy ghê chưa. Đây pháp sư xuống, he lại hy sinh oanh liệt nữa. Ok xong các bạn, rồi chúng ta sẽ tới cái màn cuối cùng là Earth 5. Màn này thì chúng ta sẽ có được sự hiện diện của ba sát thủ hai chim. Và với hiệu lực toàn map, khi xung quanh chúng ta không có ai thì công thủ tăng. Khi xung quanh hai ô không có phe ta, tất cả cái gì đó công thủ tăng. Tất cả thuộc tính công phòng tăng 20% là khi xung quanh không có ai á. Và bằng này chúng ta có là hai sát thủ nè, một cung nè, một cung con Nga nè, con Nga nó cầm theo kỵ binh lốc xoáy nè, còn con hai con chim, một con cherry cầm lính thiên sứ và một con bên kia nữa cũng cầm lính ngon á. À, sắp tới có banner Julia các bạn chữ là vé để mà quay Julia đi. Quay Julia thì còn nói chung là cần rất nhiều á, như cái map này mình đánh con Cherry bằng Julia. Mình chia ra hai bên các bạn, nó lên hai bên. Ở đây thì Julia sẽ kẹp chết Cherry với skill số 5 bút và hồi sinh lại, rồi tín ngưỡng, rồi dân tặng nữa, đầy máu, ok, chết một mạng còn mạng nữa. Ở đây mình sẽ hạ con Dihetto. Lần này mình không có xài tăng. Tăng gì được với mấy thằng sát thủ này. Rồi mình sẽ hạ nó. Nói chung là màn này nó có mấy cái đứa và ba đứa chân ngắn, hai đứa chân dài. Và mình hạ được hai đứa chân dài này là ok ngon. Mình xóa đi con MGA này 5 bút và cũng đồng nghĩa với việc là Edwin sẽ hy sinh luôn. Nhưng mà đổi lại đó thì mình sẽ giết được cái con chim đó ở tuần sau. Chưa chết đâu, rồi bây giờ là hết mạng rồi đó. còn một xíu máu thôi, mình đánh một cái nữa là ok. Rồi chúng ta sẽ còn được một cung và một sát thủ. Nói chung là một cung một sát thủ thì hai đứa này chân ngắn. Chân ngắn có cái mình con Na là nó có cái kêu ngắm chuẩn, rồi nó cộng thêm hai ô nữa, hai lượt kích hoạt lần, nên là né cái tầm của nó ra thôi. Tuần sau thì Chavari hồi, hành động lại hồi, thì tuần sau mình sẽ công hạ Serida. Và con Na này nó vẫn chưa đi tới đâu các bạn. Ở tuần sau thì nó vẫn chưa đi tới đâu nha. Chỉ có con Serida nó đi tới thôi. Đó, Zerida là vô tầm rồi đó. Hai hit một con. Rồi hành động lại là một hit là xong một con, xong Zerida. Thì mình sẽ chạy thêm một tuần nữa. Và lúc này thì qua hiệp sau thì con Na này nó có cái kêu ngắm chuẩn nó đã hồi lại các bạn, hai hiệp kích hoạt nên là tầm sau này là nó 5 ô này nha, chứ không phải là 3 ô đâu, đứng gần là chết á. Tốc hành. Rồi chạy thôi. Tuần này nó hết kích hoạt rồi, nên là chạy ra được cái tầm đánh của nó. Rồi tuần sau thì Chapa đi hồi. Ủa sao nữa chứ. Chạy lên.
Tới tuần này là con Na nó ngắm chuẩn tiếp nè các bạn. Né né nó ra. Rồi ok, lực lượng bố trí sẵn bên đây. Đó, ngắm chuẩn chạy vô nữa. Rồi vào vị trí. Chavari hồi, hành động lại hồi. Hai hit một con là xong con này đó các bạn. Ở riêng về cái màn này thì mình không có đem con Ren vô được, mình cũng không có đem con boost bằng Emeda nữa, Emeda được, tại vì boost Emeda thì thiếu đam. Ở cái hành động lại của con Lyanna này thì sử dụng lên Leon để mà đánh được hai lần vào một con, một hit, hai hit vô một con. Manero xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chúc các bạn có một ngày chơi game thật vui vẻ và vượt thí luyện xuyên không dễ dàng.